chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Nhà riêng Thủ tướng Israel bị máy bay không người lái từ Liban tấn công. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa xác nhận việc máy bay không người lái UAV từ Liban tấn công vào nhà riêng của ông. Trong tuyên bố ngắn được tờ Times of Israel trích dẫn, chiếc UAV nói trên đã tấn công vào nhà riêng của ông Netanyahu ở Kasaria, một thị trấn nằm giữa thành phố Tel Aviv và thành phố Haifa bên bờ Địa Trung Hải. Văn phòng Thủ tướng Israel cũng cho biết, ông Netanyahu và vợ là bà Sarah không có mặt tại ngôi nhà trên vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Vụ việc cũng không có bất kỳ thương vong nào. Hai UAV khác được bắn từ Liban sáng 19 tháng 10 đã bị phòng không bắn hạ, khiến còi báo động vang lên ở khu vực Tel Aviv. Theo đài Al Jazeera, cảnh sát đã đến để xác định hiện trường vụ tấn công cùng lúc những tiếng còi báo động vang lên ở Tel Aviv. Sự cố đã kích hoạt báo động tại căn cứ quân sự Glilot, nhưng sau đó quân đội xác định rằng không có UAV nào trong khu vực đó. Chiếc UAV tấn công vào nhà riêng thủ tướng đã bay quãng đường được 70 km từ Liban. Quân đội Israel đã áp đặt chế độ kiểm duyệt và hạn chế rất chặt chẽ đối với phương tiện truyền thông Israel và cũng đã phong tỏa khu vực này. Đây là khu dân cư tập trung nhiều doanh nhân và chính trị gia và cũng là nơi tập trung nhiều quyền lực và tài sản chiến lược, bao gồm các căn cứ quân sự và nhà máy lọc dầu. Không có còi báo động nào vang lên ở Kasaria, trong khi có tiếng còi báo động ở các khu vực lân cận, chẳng hạn như Haifa. Hezbollah đã sử dụng chiến thuật phóng UAV và tên lửa cùng lúc vào các mục tiêu khác nhau để tránh bị phát hiện. Trong một diễn biến liên quan, Hezbollah tuyên bố cuộc chiến với Tel Aviv bước sang giai đoạn mới khốc liệt hơn và lần đầu sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác tấn công Israel. Cuộc đối đầu của chúng tôi với Israel chuyển sang giai đoạn leo thang mới. Điều này sẽ được phản ánh trong những diễn biến và sự kiện trong những ngày tới, Hezbollah ở Liban hôm 17 tháng 10 nhấn mạnh. Thông báo được đưa ra sau khi quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đã tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, một đồng minh của Hezbollah, vào ngày 17 tháng 10. Tuy nhiên, tuyên bố của Hezbollah không đề cập đến thủ lĩnh Hamas. Hàng trăm chiến binh đã sẵn sàng chống lại bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào của Israel và các ngôi làng phía nam Liban. Vẫn tuyên bố từ phía Hezbollah cho hay, đồng thời nói rằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel đã gia tăng trong những ngày gần đây. Hezbollah cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của họ tiếp tục leo thang từng ngày, với các cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường chính xác được triển khai lần đầu tiên. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 18 tháng 10 cho biết, khoảng 15 quả tên lửa đã được phóng từ Liban vào miền Bắc Israel. Còi báo động tên lửa đã vang lên ở khu vực Ash và các cộng đồng xung quanh. IDF cho hay họ đã đánh chặn được một số tên lửa từ Liban, trong khi một số khác đã rơi bên trong lãnh thổ Israel. Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại trong cuộc tấn công này. Trong khi đó, phía Liban nói rằng 45 người đã thiệt mạng và 179 người bị thương trong các vụ tấn công của Israel trên khắp Liban. Số thương vong mới nhất nâng tổng số người thiệt mạng ở Liban lên 2.412 người và 11.267 người bị thương kể từ khi giao tranh nổ ra giữa Hezbollah và Israel cách đây một năm, theo Al Jazeera. Israel đẩy mạnh chiến dịch tấn công Hezbollah kể từ ngày 23 tháng 9, cùng với chiến dịch không kích quy mô lớn. Tel Aviv còn mở chiến dịch hạn chế trên bộ ở Liban nhằm đẩy lùi mối đe dọa từ Hezbollah. Quân đội Israel hôm 16 tháng 10 cho biết đã không kích kho vũ khí ngầm của lực lượng Hezbollah ở Dahiyeh, vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Liban. Vụ tấn công diễn ra sau khi Mỹ lên tiếng phản đối quy mô các cuộc tấn công của Israel nhằm vào thành phố này. Theo Reuters, quân đội Israel trong những tuần gần đây tiến hành không kích những nơi được xem là thành trì của Hezbollah ở ngoại ô Beirut mà không có cảnh báo trước hoặc đưa ra cảnh báo cho một khu vực trong khi tấn công quy mô rộng hơn. Một số quốc gia phương Tây đã thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah trong nỗ lực hạ nhiệt tình hình. Ngay cả ông Naim Qassem, phó thủ lĩnh Hezbollah, hôm 15 tháng 10 nhấn mạnh, giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột là lệnh ngừng bắn, từ đó mở đường cho người dân trở về nhà ở miền Bắc Israel. Đáp lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày cho biết, ông sẽ không đồng ý về một thỏa thuận ngừng bắn nếu thỏa thuận này không ngăn Hezbollah tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng. Trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao chưa mang lại kết quả, xung đột giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn và gây nhiều thiệt hại. Vào tháng 9, cuộc xung đột này đã leo thang thành cuộc chiến toàn diện với việc Israel không kích mạnh mẽ vào các thành trì của Hezbollah ở miền Nam và miền Đông Liban cũng như vùng ngoại ô phía Nam Beirut. Cận cảnh kho UAV đáng gờm của Hezbollah.
Israel hôm 13 tháng 10 hứng chịu tổn thất nặng nề với 4 binh sĩ thiệt mạng, 7 người bị thương rất nặng và hàng chục người khác bị thương với mức độ nhẹ hơn. Đây là hậu quả từ đòn tấn công do UAV của Hezbollah ở Lebanon thực hiện nhằm vào căn cứ quân sự gần Biyamina. UAV Hezbollah và cả Houthi ở Yemen trong những tháng gần đây cũng nhiều lần qua mặt lưới phòng không đa tầng để gây chết chóc ở Israel. Khi các cuộc tấn công bằng UAV ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, câu hỏi đặt ra là người ta đã biết gì về các loại UAV mà Hezbollah và các đối thủ khác của Tel Aviv đã sử dụng để tập kích Israel? Theo ước tính, Hezbollah sở hữu hơn 2.000 UAV các loại, họ cũng tiếp tục mua và chế tạo chúng. UAV tự sát. Hezbollah đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công bằng UAV vào Israel kể từ tháng 10 năm 2023. Hầu hết các cuộc tấn công này liên quan đến UAV tự sát. Về cơ bản, nó bao gồm phần thân dài giống như ống, đầu đạn ở phía trước với một cánh quạt ở phía sau. Máy bay không người lái của Hezbollah dường như có tầm hoạt động có thể vươn tới Tel Aviv. Hezbollah ban đầu sử dụng UAV để giám sát, nhưng sau đó được trang bị chất nổ để tấn công. Không chỉ Hezbollah ở Lebanon, mà Houthi ở Yemen và lực lượng dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn đều đã có nhiều loại UAV tự sát này. Chúng còn được sử dụng để nhắm vào lực lượng Mỹ, bao gồm cả ở Iraq lẫn Jordan. UAV trinh sát. Hezbollah đã triển khai nhiều loại UAV khác nhau để tiến hành giám sát, có khả năng quay video và thu thập thông tin tình báo. Họ đã sử dụng UAV này để bay qua các căn cứ của lực lượng phòng vệ Israel IDF ở Galilee hay Golan, và Hezbollah đã hai lần công bố cảnh quay được quay từ UAV giám sát của mình. Mirsat 1 và Mirsat 2. Mirsat dựa trên các loại UAV của Iran có tên là Ababin và Mohajer. Hezbollah đã mua các loại UAV này cách đây nhiều thập kỷ và sau đó tinh chỉnh chúng để sử dụng cho các mục đích riêng của họ. Các bức ảnh về Mirsat thường cho thấy nó có thân dài như ống, cánh dài hơn ở phía sau và cánh ngắn hơn ở phía trước. Tùy thuộc biến thể, Mirsat có thể có đầu đạn nặng tới 40kg và có tầm hoạt động khoảng 120km, cũng như tốc độ bay lên tới 370km/h. Điều này giúp nó có khả năng thực hiện cuộc tấn công vào ngày 13 tháng 10 ở Israel. Loại UAV Mirsat 1 dựa trên Ababin T được phát triển ở Iran. Mirsat 2 được mô phỏng theo UAV Mohajer 4 của Iran. UAV Mohajer 4 được lắp hai camera, một chiếc hướng về phía trước để quan sát đường bay và chiếc còn lại làm nhiệm vụ trinh sát giám sát. Một số bên cho rằng Mohajer 4 có thể được trang bị camera hồng ngoại. Các loại UAV khác của Hezbollah. Hezbollah có thể đã sử dụng các loại UAV khác của Iran, chẳng hạn như Ababin T có tầm bay, tốc độ và tải trọng tương tự Mirsat. Trung tâm nghiên cứu và giáo dục Alma cho biết UAV Mirsat 1 Ababin T là vũ khí chính trong kho của Hezbollah. Hezbollah rất có thể đã sở hữu các mẫu UAV tiên tiến thuộc dòng Mohajer, Shahed, Samet, KAS-04, Kara và Saeke. Trung tâm Alma nhận định. Shahed 136 là biến thể UAV tấn công tự sát nổi tiếng nhất thuộc dòng Shahed của Iran, được nhiều bên nhận định có hình dáng tương đồng mẫu Geren 2 của Nga. Shahed 136 nặng khoảng 200kg, tầm hoạt động trên 2.000km, có thể mang đầu đạn nặng tới 50kg. UAV Shahed 136 có cánh tam giác, động cơ đặt phía sau đuôi có thể cất gọn trong ống phóng. Thiết kế tương đối đơn giản, dễ vận chuyển khiến Shahed 136 trở thành mẫu UAV lý tưởng cho các nhóm vũ trang như Hezbollah. Hezbollah còn sở hữu UAV Shahed 129 có tầm bay 2.000km mà Iran phát triển dựa trên mẫu Hermes 450 của Israel. Các biến thể Shahed 129 đời sau có bộ ổn định hình chữ V, hình dạng giống mẫu MQ-1 của Mỹ hoặc những loại UAV tương tự. Kara là loại UAV mà Iran phát triển dựa trên mẫu MQM-107 Stryker, sử dụng động cơ phản lực của Mỹ. Kara có khả năng tấn công tự sát, thả bom và thậm chí phóng tên lửa không đối không. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.